bóng chuyền nữ Việt Nam trong khoảng 2 năm qua, nếu để kể ra một cái tên gây được nhiều sự quan tâm chú ý nhất đối với người hâm mộ và các chuyên gia, có lẽ không ai khác đó chính là Trần Thanh Thúy, chủ công của câu lạc bộ Bình Điền Long An và đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy được ví là tương lai của bóng chuyền nước nhà ngay khi chị chưa bước sang tuổi 18. Nhiều người nói đến Thanh Thúy với ưu điểm về thể hình, nhưng với chị, sự thành công đến từ một yếu tố hoàn toàn khác. Bố mẹ em khuyên là đã theo con đường này thì cố gắng hết mình. Đây là những ảnh chủ công Thanh Thúy trong màu áo đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu tại VTV Cup năm 2015. Năm thứ hai, chị được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 18, Trần Thanh Thúy đã trở thành chủ công, hỏa lực số 1 của đội tuyển. Đó cũng chính là điều mà các nhà chuyên môn đã dự báo bởi chính khả năng và nỗ lực mà chị đã thể hiện trong thời gian qua. Chính vì vậy, việc Trần Thanh Thúy trở thành vận động viên tiếp theo sau Ngọc Hoa gia nhập câu lạc bộ Bangkok Glass đương kim vô địch châu Á cũng là điều không quá bất ngờ. Vấn đề là sự có mặt ngày một nhiều hơn các vận động viên Việt Nam tại những đội bóng hàng đầu của Thái Lan chỉ ra một điều: bóng chuyền Việt Nam có nguyên lực, có những vận động viên tiệm cận với trình độ hàng đầu châu lục, và đó là tin vui với những yêu bóng chuyền nước nhà.